Thời gian gần đây, người dân sống trên đoạn đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm phản ánh đến Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn về tình trạng nhiều cây xanh bên đường mới được trồng đã bị héo khô, chóc hết vỏ. Một số nắp cống thoát nước đã biến mất, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phóng viên đã đến đây để ghi nhận sự việc. Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường Sa Đôi nối liền đại lộ Thăng Long có chiều dài khoảng 2 km mới được nâng cấp và cho xe lưu thông nên khá khang trang, sạch đẹp. Hai bên đường được trồng cây xanh chủ yếu là cây sấu, nhưng hiện nay nhiều cây đã héo khô, chóc hết vỏ và trụi lá. Cái này cây này nó phải chết tầm khoảng tháng rồi. Thì cái này nguyên nhân chết thì không tưới nước, không chăm thì nó mới chết. Nó vỏ nó chóc ra thế kia thì nó chả chết. Dọc đoạn đường Sa Đôi giao với đại lộ Thăng Long, nhiều miệng cống thoát nước không có nắp nằm lộ thiên. Những cống tử thần này sâu khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đường Sa Đôi do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Mặc dù đường đã được đi vào lưu thông, nhưng Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm vẫn chưa bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ quản lý. Đề nghị các cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm sớm có biện pháp xử lý, khắc phục những tình trạng trên, trả lại con đường Sa Đôi xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại,